Xin kính chào quý vị đã trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Tôi là Nhật An và ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những mẫu nhà mới rất đẹp do Mark Home chúng tôi trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà của anh Long ở Long An. Và trước khi giới thiệu về căn nhà của anh Long thì cũng như thường lệ, Nhật An sẽ điểm qua về kênh YouTube của Mark Home cũng như nhà đẹp Mark Home trước nhé. Nếu quý vị chúng ta đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn ô gói, dù quý vị chúng ta đang ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam của đất nước Việt Nam thì chúng ta đều có thể liên hệ với Mark Home để có thể thi công được hết. Kể cả nếu quý vị chúng ta đang ở nước ngoài mà chúng ta có người thân ở Việt Nam, chúng ta muốn thiết kế thì vẫn có thể liên hệ số hotline, chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ tư vấn quý vị trong thời gian sớm nhất. Và trên kênh YouTube Mark Home với hơn 80.000 lượt đăng ký và nhà đẹp Mark Home với hơn 1.000.000 lượt đăng ký thì mỗi ngày chúng tôi đều đăng tải liên tục những mẫu nhà mới với rất nhiều những phong cách khác nhau. Em biết rằng những quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home thì mỗi người chúng ta sẽ có một sở thích, đúng không ạ? Có gia chủ họ sẽ thích cái sự sang trọng quý phái thì họ sẽ ấn tượng với những nhà tân cổ điển. Có những gia chủ thích sự tự do phóng khoáng thì sẽ thích những mẫu nhà hiện đại. Còn có những gia chủ thích sự bình dị giản đơn thì có lẽ những mẫu nhà vườn một tầng thì sẽ nằm trong những mẫu nhà yêu thích của quý vị. Cho nên là tùy theo sở thích của quý vị mà chúng ta có thể lựa chọn một kiểu nhà trên kênh YouTube của Mark Home quý vị nhé. Và sau khi mà chúng ta theo dõi rất là nhiều kiểu nhà rồi thì một vấn đề tiếp theo mà nghĩ gia chủ nào cũng phải quan tâm đó chính là sau khi chúng ta xây nhà thì một vấn đề đặt ra đó là về nội thất chúng ta phải trang trí như thế nào. Thì quý vị có thể ghé qua kênh Smart Home Nội thất trọn gói. Đây là kênh mà chúng tôi sẽ tập trung đánh mạnh vào những lĩnh vực nội thất ha. Và như quý vị có thể thấy trên kênh YouTube Smart Home thì với hơn 100.000 lượt đăng ký thì chúng tôi cũng đăng tải liên tục những mẫu nội thất mới nhất cũng như là những công trình mà Smart Home là đơn vị nội thất chúng tôi đã đứng ra thi công và xây dựng. Để quý vị có thể thấy được là những mẫu nội thất từ bản vẽ 3D lên thực tế nó sẽ như thế nào. Và một vấn đề mà Nhật An cứ phải nhắc đi nhắc lại hoài nhưng mà An nghĩ là quý vị nào cũng quan tâm đến, đó chính là những chương trình khuyến mãi. Thì chúng tôi vẫn còn đang chạy những chương trình như sau. Đó là chiết khấu 3-8% giá trị công trình khi ký kết hợp đồng thi công trước 3 tháng và nhận ngay một xe SH cùng nhiều phần quà hấp dẫn lên đến 30 triệu đồng khi ký kết hợp đồng thi công với Mark Home. Với rất nhiều phần quà hấp dẫn này chờ đợi như vậy thì quý vị đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mark Home khi có nhu cầu để có thể sở hữu những phần quà hấp dẫn này nhé. Trở lại chủ đề chính chúng ta ngày hôm nay thì An sẽ dẫn quý vị chúng ta đến vùng đất Long An và sẽ ghé thăm ngôi nhà của anh Long. Đây là một ngôi nhà 2 tầng 1 tum với phong cách hiện đại rất là rõ nét. Và phong cách hiện đại của căn nhà này thì An nghĩ là vừa nhìn vào dù An không giới thiệu quý vị cũng đã nhận ra. Bởi vì đây là một căn nhà ống quý vị ha. Và thông thường thì An không kết luận 100% nhưng mà đa phần những căn nhà ống hiện đại thì họ sẽ chiếm nhiều hơn là những căn nhà ống tân cổ điển. Nhà ống tân cổ điển thì Nhật An cũng đã làm một cái review về top 3 nhà ống tân cổ điển ở Mark Home rồi, quý vị có thể theo dõi lại trên kênh YouTube của Mark Home. Còn với những căn nhà ống hiện đại như thế này thì ở những vùng thành thị thì chúng ta sẽ thấy nó rất là nhiều luôn ạ. Và nhà ống thì tuy nó sẽ không có được cái diện tích bề ngang quá rộng như là những căn nhà ở những cái vùng tỉnh ha, với diện tích đất rất là rộng rãi, nhưng mà nhà ống thì nó sẽ có chiều dài và khi mà nó đặt nằm san sát với nhau vậy ở thành phố quý vị thì nó mới đảm bảo được về công năng cho gia đình của chúng ta. Một chút xíu khi mà em phân tích về mặt bằng của căn nhà Long thì em sẽ chứng minh quý vị thấy là nhà Long về công năng cũng không hề thua kém bất kỳ một cái căn nhà rộng rãi nào khác. Và phong cách hiện đại của nhà Long được thể hiện rất rõ đó chính là phần mái bằng. Mái bằng là một trong những loại mái cũng thường xuyên được xuất hiện trên YouTube của Mark Home. Mark Home thì chúng tôi thì sẽ có những loại mái như là mái Nhật nè, mái Thái nè, mái Mansard và mái bằng nữa. Thì mái bằng là một loại mái thể hiện rõ nhất phong cách hiện đại modernism. Sở dĩ em nói như vậy bởi phong cách hiện đại người ta đánh mạnh vào cái tiêu chí là đơn giản, tiện lợi và ấn tượng. Thì phong cách thì cái mái bằng nó thể hiện rõ hết tất cả những cái tiêu chí đó. Nếu một nhà mái Thái hay mái Nhật thì công bằng mà nói nha, nó vẫn thể hiện rõ một cách hiện đại đó, nhưng mà ở phần nào đó nó cũng không thể được tinh giản như là mái bằng đó quý vị ạ. Và nhiều quý vị thì em thấy là rất là thắc mắc về vấn đề chống nóng hay là chống dụng nước mưa của mái bằng, bởi vì họ nghĩ là mái bằng là cái mái mà tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời thì chắc chắn nó không thể nào tốt bằng cả mái Nhật hay mái Thái. Vậy thì chống nóng chống dụng nước mưa như thế nào? Thì Nhật An cũng xin quý vị an tâm
Đó chính là khi mà kiến trúc sư chúng tôi lên một cái phương án một cái ngôi nhà mái bằng thế này thì chúng tôi cũng đã tính toán rất là kỹ quý vị ha. Bởi vì không phải là chúng tôi sẽ cứ đặt đơn thuần cái mái như vậy thì đương nhiên về chống thấm hay là chống nóng thì nó không thể đảm bảo được. Chúng ta sẽ có những cái giải pháp khác nhau. Có những gia chủ, ví dụ về chống nóng đi, có những gia chủ họ sẽ có thể họ lập một cái mái giả ở trên chẳng hạn. Hoặc là họ có thể họ trồng một cái vườn cây nho nhỏ ở trên mái để mà phần nào đó giảm đi cái lượng nhiệt mà tác động trực tiếp đến cái mái của chúng ta. Thì đó cũng một số cách để mà chúng ta xử lý để chống nóng. Còn về chống thấm thì gạch chống thấm cũng sẽ được ưu tiên lựa chọn. Và cũng có rất là nhiều những cái thông số kỹ thuật khác nhau mà kiến trúc sư của Mắc Hôm sẽ đảm bảo cho quý vị khi chúng ta xây dựng nhà mái bằng và không lo vấn đề này. Và nói đi cũng phải nói lại ha, mái bằng nó có thiệt thòi hơn những loại mái khác ở cái việc chống nóng hay chống dùng nước mưa. Thì với cái vấn đề ví dụ là để mà cái độ chắc chắn của nó, để mà chúng ta với tất cả điều kiện thời tiết thì chắc chắn là mái bằng sẽ hơn hẳn. Bởi vì nó được xây dựng bằng bê tông cốt thép mà, cho nên là dù gió mưa cỡ nào thì mái bằng nó vẫn như vậy mà thôi. Và thứ hai nữa thì mái bằng nó chống cháy cực kỳ tốt luôn quý vị ha. Đó là cái điều mà em nghĩ là ưu điểm của mái bằng hơn so với những cái loại mái khác. Tiếp theo thì đặc tính hiện đại của căn nhà lông còn được thể hiện ở một số chi tiết. Đó chính là sự kết hợp vật liệu rất đa dạng ngay từ phía mặt tiền của căn nhà. Là quý vị đã thấy, ví dụ có những khu vực thì chúng tôi sẽ ốp đá granite màu trắng, vân mây. Và cái vân này thì sẽ là màu đen ha, và nhìn rất là nổi bật. Bên cạnh đó sẽ có những khu vực chúng tôi ốp gạch inox, có những khu vực sẽ ốp đá bóc, có những khu vực là ốp gạch giả gỗ kết hợp lại. Cho nên chúng ta thấy là về vật liệu thì căn nhà rất là đa dạng và thú vị. Và liên quan đến khu vực mặt tiền này thì quý vị có để ý không là ở ngay hai khu vực ban công của tầng 2 và tầng tum thì chúng tôi đồng loạt được sử dụng là ban công kính cường lực. Cái lan can kính cường lực này là một cái xu thế gọi là rất là được ưa chuộng trong những căn nhà hiện đại ngày nay. Nó sẽ giúp chúng ta cơi nới phần không gian hơn. Cũng cùng cái khu ban công này, cũng cùng diện tích luôn nha. Nhưng nếu quý vị chúng ta đặt ở đây là một cái ban công sắt hoặc là ban công bê tông chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy rất là tù túng và chúng ta cảm giác nó sẽ bị chật hơn rất nhiều so với việc quý vị chúng ta đặt một cái lan can kính như thế này. Nó sẽ giúp chúng ta cơi nới không gian hơn và cảm giác là không gian chúng ta được mở rộng ra hơn rất là nhiều. Đó là ưu điểm của kính cường lực. Ngoài ra kính cường lực thì nó sẽ cứng chắc gấp 5-6 lần so với kính thường. Do đó cái thời hạn sử dụng của nó chúng ta cũng không lo ngại là nó sẽ thua kém bất kỳ cái loại vật liệu nào khác. Và trong trường hợp bất khả kháng, trường hợp xấu nhất đi, là kính cường lực mà nó bị bể vỡ thì nó cũng vỡ thành những cái mảnh rất là li ti, cho nên nó sẽ không có gây chấn thương cho người sử dụng. Đó là cái ưu điểm rất lớn của kính cường lực quý vị ha. Một chi tiết nhỏ của căn nhà mà em muốn nói qua nữa đó chính là về cửa. Thì vì đây là một căn nhà hiện đại và phải nói rất đặc trưng cho nhà hiện đại luôn, cho nên quý vị có thể thấy toàn bộ hệ cửa của căn nhà chúng tôi được sử dụng là cửa nhôm hệ sinh pha kết hợp kính. Ở đây thì cửa sẽ được sơn là màu ghi. Thì màu sắc của cửa nhôm sinh pha thì quý vị biết rồi ha, cũng rất là đa dạng. Có màu ghi nè, có màu trắng, có màu gỗ. Nói chung là tùy theo sở thích của từng gia chủ mà chúng ta sẽ lựa chọn cái màu sắc khác nhau. Và cửa nhôm sinh pha thì có quá nhiều ưu điểm em đã từng trình bày rồi. Về thẩm mỹ đi thì nó được sơn tĩnh điện cho nên màu sắc sẽ rất là bền. Lâu ngày quý vị chỉ cần lau chùi nhẹ thôi là nó sẽ sạch như mới. Cửa nhôm sinh pha sẽ có ưu điểm hơn là cửa gỗ là nó sẽ mang đến cái ánh sáng, cái sinh khí, gió vào bên trong căn nhà của quý vị tốt hơn so với những cửa gỗ truyền thống. Nếu mà tưởng tượng của căn nhà lông ở đây và quý vị đặt toàn bộ cửa sổ hay cửa đi đều là cửa gỗ, tự nhiên chúng ta cảm giác nó sẽ hơi bị tù túng bí bách vào căn nhà một chút xíu. Thay vào đó quý vị thay vào cửa kính nhôm hệ sinh pha như là bản vẽ này thì ngay lập tức căn nhà chúng ta nhìn nó sẽ cảm giác là thông thoáng hơn rất nhiều. Đó là ưu điểm của cửa nhôm hệ sinh pha quý vị nhé. Vậy Nhật An vừa dẫn quý vị chúng ta tham quan một vòng ở bên ngoài của căn nhà của anh Long ở Long An. Còn bây giờ thì An sẽ dẫn tất cả quý vị chúng ta tiến vào bên trong bằng cách chúng ta sẽ đọc hàng loạt hồ sơ nhà anh Long. Đó hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, hồ sơ điện nước và hồ sơ kết cấu của nhà anh Long quý vị ha. Đầu tiên với hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thì chủ đầu tư là anh Nguyễn Hoàng Long, địa điểm Đức Hòa, Long An. Người thực hiện là Nguyễn Tuyết Trinh, kiểm duyệt Trịnh Văn Dương và người phê duyệt là Lê Duy Tuấn. Bên dưới một lục bản vẽ kiến trúc thì ngôi nhà này chúng tôi sẽ thể hiện tổng cộng là 45 trang.
Tương ứng là mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt mỗi trang ký hiệu rất là rõ ràng. Ngoài ra thì ngày hôm nay em sẽ review thêm về chi tiết cầu thang của nhà anh Long quý vị ha. Bây giờ chúng ta sẽ đọc đến mặt bằng định vị công trình. Thì ta thấy rất là rõ luôn là ngôi nhà Long sẽ là một ngôi nhà ống rất là điển hình luôn quý vị. Ngay phía trước mặt tiền căn nhà, đây chính là phần hẻm bê tông 2,5m nè. Và căn nhà sẽ kéo dài ra phía sau khu đất, nói chung là nó vừa vặn khu đất luôn. Thì đa phần những căn nhà phố hiện tại quý vị, bởi diện tích của chúng ta, thành phố quý vị biết rồi ha, đất chật người đông. Do đó khi mà chúng ta thiết kế những cái nhà ống san sát sát nhau như thế này thì đa phần nó sẽ nằm khít về diện tích khu đất luôn ạ. Về anh nói về từ mặt tiền mà đi ra đường đi thì ở đây sẽ rơi vào tầm khoảng 8m. Còn về hướng nhà thì quý vị so sánh cái hoa tiêu có chữ B bên góc phải ở đây với cái mặt tiền căn nhà sẽ thấy được nhà Long sẽ nằm ở hướng đông bắc. Bây giờ sẽ nói đến mặt bằng bố trí nội thất của căn nhà. Thì với căn nhà Long thì đây là căn nhà sẽ 2 tầng 1 tum, cho nên là An sẽ tính được diện tích sử dụng của cả căn nhà là rơi vào tầm khoảng 380m², cũng rất là rộng rãi luôn ạ. Về kích thước thì chiều dài căn nhà sẽ là 27,4m, chiều rộng là rơi vào tầm khoảng 5m. Bây giờ sẽ đọc về mặt bằng bố trí nội thất của từng không gian một. Đầu tiên là từng trệt đi, thì quý vị thấy là biết bước từ cửa chính ta bước vào ha, sẽ gặp khu vực để xe, sau đó sẽ khu vực phòng khách nè, phía sau là khu vực phòng bếp nè, và cuối cùng sẽ một cái khu vực tiểu sảnh có máy phát điện, bồn chứa nước vân vân, và có khu vực nhà vệ sinh ở đây nữa. Và tầng 1 sẽ có hai lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào khu vực để xe và một lối phòng bếp ăn đi ra mặt bên của căn nhà. Anh thấy điều này là rất là tuyệt vời luôn quý vị. Bởi vì đa phần nhà ống đó quý vị thì nói thật nha, thì đa phần vẫn là một cửa đi vào, cửa đi ra mà thôi. Không có quá nhiều căn nhà ống mà sẽ có hai cái lối cửa thế này đâu. Cho nên là anh thấy nhà của anh Long thiết kế hai lối cửa là anh thấy cũng rất là tiện nghi rồi. Và hai lối cửa này sẽ giữ cho không gian nhà sẽ luôn thông thoáng. Tiếp theo ta đến lên tầng 1 của căn nhà. Thì quý vị sẽ thấy nè, bước lên cầu thang ha. Phía trước sẽ khu vực phòng ngủ số 1, phía sau khu vực phòng ngủ số 2, và có một nhà vệ sinh chung ở đây. Cuối cùng ta bước lên tầng tum của căn nhà thì phía trước sẽ là khu vực phòng thờ, có cửa mở ra sân thượng nè. Phía sau là phòng ngủ số 3, có một phòng có một cái nhà vệ sinh chung và một khu vực giặt phơi của cả gia đình. Và cuối cùng thì sẽ có một cái mặt bằng mái, sẽ có cái lỗ để thăm trần, tức là nếu mà chúng ta muốn sử dụng cái mái ở bên trên để chúng ta sinh hoạt hay như thế nào đó thì vẫn có thể tận dụng được quý vị ha. Đó là về mặt bằng bố trí nội thất của nhà Long. Bây giờ em sẽ đọc đến một cái bản vẽ cũng quan trọng không kém, chính là mặt đứng. Ở đây sẽ chọn mặt đứng trục AB là hướng mặt tiền căn nhà nhìn vào. Thì từ cos 00 nè quý vị, chúng ta lên đến sàn mái luôn là sẽ 10,8m. Từ sàn tầng 1 và cos 00 đó lên đến sàn tầng trệt lên đến sàn tầng 1 là 3,9m. Sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 là 3,6m. Và sàn tầng 2 đến sàn tầng tum là 3,3m. Đó, chúng tôi đã ký hiệu rất là rõ đây về chiều cao của căn nhà rồi. Ngược lại thì từ cos 00 xuống ngược lại sân sẽ là 75cm, tương ứng với 5 bậc tam cấp. Mỗi bậc sẽ rơi vào tầm khoảng 15cm. Ở bên dưới chúng ta sẽ ký hiệu có rất là nhiều cái ô nhỏ nhỏ bên dưới đây. Thì chúng ta sẽ ký hiệu về vật liệu cũng như là màu sắc tường sơn của căn nhà. Thì như em nói ngay từ ban đầu, một căn nhà hiện đại nhà Long ở đây thì chúng tôi sẽ kết hợp rất là nhiều vật liệu khác nhau. Đếm sơ sơ bên dưới chúng ta thấy là đến 7 cái loại vật liệu được quý vị ha. Ví dụ là từ ốp gạch trắng vân đen nè, ốp gạch Enax màu nâu nè, ốp gạch màu ghi vân trắng nè, ốp đá trang trí, ốp gạch giả gỗ, ốp sơn màu và tường sơn màu trắng vân vân. Đó, chúng ta ký hiệu rất là rõ ràng, quý vị có thể tham khảo lại bản vẽ 3D nếu mà chúng ta còn thắc mắc. Bây giờ sẽ đọc đến mặt cắt của căn nhà, sẽ chọn là mặt cắt BB. Đây là hướng nhìn từ mặt bên căn nhà nhìn qua. Thì với mặt cắt BB chúng ta sẽ thấy được là những cái sàn của căn nhà được đổ bê tông cốt thép nè, màu đen đậm nè, quý vị thấy không ạ? Và đặc biệt như em nói ngay từ ban đầu thì vì đây là mái bằng, cho nên là cái sàn mái ở bên trên chúng ta cũng đổ bê tông cốt thép luôn, cho nên rất là chắc chắn chống chọi được hết tất cả những điều kiện của thời tiết. Ngoài ra ta cũng phát hiện được là bên trong căn nhà sẽ có rất là nhiều lối cửa khác nhau. Có cửa cao 2m4, có cửa cao 2m2 nè. Và chúng tôi cũng thiết kế nè, quý vị thấy những khu vực cầu thang,
vân vân ở trong căn nhà sẽ cũng rất là tiện nghi cho gia đình sử dụng. Và với mặt cắt thì quý vị cũng quan sát được là những cái chiếc cột nè, những cái dầm của căn nhà, đây là những cấu kiện rất là quan trọng. Ngoài ra thì quý vị có phát hiện được không ạ? Đó chính là ngay ở giữa nhà thì bên cạnh cầu thang chúng ta còn lắp đặt ở đây một cái thang máy nữa. Một cái nhà mà có luôn thang máy để cả gia đình sử dụng thì An thấy là cũng vô cùng là tiện nghi và đẳng cấp, đúng không nào? Và như An nói ngay từ ban đầu ha, thì bạn vẽ về hồ sơ kỹ thuật ngày hôm nay của anh Long, An sẽ review thêm về chi tiết thang của căn nhà. Thì quý vị sẽ thấy là về mặt bằng nè, thì chúng ta sẽ chia ra mặt bằng thang từ tầng 1 lên tầng 2 và từ tầng 2 lên tầng tum ha. Và ở giữa của cái cầu thang này thì quý vị thấy chúng tôi đây chính là khu vực thang máy nè. Ở bên dưới chúng ta sẽ đọc về mặt cắt của căn nhà, thì với mặt cắt thì chúng ta đã quan sát rõ hơn về hình dáng của cái chiếc cầu thang. Ngoài ra thì chi tiết mặt đứng hoặc bên cầu thang thì cổ bậc này mặt đá màu trắng, mặt bậc ốp đá granite màu đen. Và cái ốp đá granite này thì không phải là chỉ có một cái lớp đá granite là cấu tạo thành cái bậc thang của chúng ta ha. Mà quý vị thấy ở đây chi tiết nè, số 2 nè, thì bên dưới cái lớp đá granite màu đen sẽ còn rất là nhiều cái lớp nữa. Em ví dụ lớp trát lót bậc thang là lớp gạch xây, sàn bê tông cốt thép, lớp vữa, lớp sơn bê nước màu trắng. Rất là nhiều lớp như vậy thì mới tạo nên một cái bậc thang vững chắc cho chúng ta sử dụng. Còn ngoài ra thì cái trụ cầu thang sẽ là trụ gỗ ha. Và còn lan can sẽ là lan can kính cường lực. Đó là về hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của nhà anh Long. Tiếp theo sẽ đọc đến hồ sơ kết cấu. Thì chúng ta sẽ đọc về mặt bằng móng. Thì ở đây em sẽ đọc thấy là nhà anh Long sẽ sử dụng móng cọc bê tông cốt thép tiết diện 250x250mm. Và thông thường thì những cái nhà phố chúng ta sẽ có những sự lựa chọn là móng cọc hay là móng băng. Thì chúng ta sẽ hay gặp nhất móng cốc hay là móng đơn đó quý vị, thì thường sử dụng cho những công trình có tải trọng nhỏ mà thôi, tải trọng mà vừa phải. Còn với nhà anh Long ở đây, công trình khá là lớn thì chúng ta sẽ sử dụng là móng cọc. Bởi vì tùy theo là đất của quý vị nữa, địa chất nữa. Ví dụ là địa chất ở đó nếu mà đất cứng thì chúng ta có thể sử dụng móng băng. Còn ví dụ móng cọc thì có thể đất nó sẽ mềm hơn, có thể là nó có bùn hay như thế nào đó, thì chúng ta nên sử dụng móng cọc thì căn nhà chúng ta sẽ chắc chắn hơn. Thì cái điều này sẽ được kiến trúc sư của Mắc Hôn sẽ chúng tôi sẽ cử người về khảo sát địa chất ở đó và sẽ có phương án gọi là chọn móng cho phù hợp cho căn nhà của quý vị. Và trước khi kết thúc bài review ngày hôm nay, Nhật An sẽ mời quý vị chúng ta đọc qua hồ sơ điện nước của nhà Long ở Long An. Ở đây sẽ chọn đọc mặt bằng chiếu sáng và thông gió của từng trệt. Và đúng như tên gọi của nó thì đọc vào đây chúng ta sẽ thấy được cái hệ thống chiếu sáng cũng như thông gió của căn nhà là như thế nào. Về chiếu sáng thì quý vị thấy là chúng tôi sẽ chạy dọc cả căn nhà đều là những dãy đèn downlight tiết kiệm điện ha, với là D90 công suất là 7W, được chạy dọc căn nhà này từ khu vực phòng khách, phòng bếp đều sẽ có những cái dãy đèn này hết. Ngoài ra ở trung tâm phòng khách, phòng bếp chúng tôi sẽ đặt một cái quạt đèn trần kết hợp giữa quạt và đèn trần. Đây là cái thiết kế cũng đang rất là được ưa thích ngày nay. Còn lại thì có một số khu vực, ví dụ là chúng tôi sẽ có những cái nguồn chờ cấp điện lắp rèm nè, cáp siêu PVC 1x1 mm vuông cho ống gen D16 nè. Ngoài ra thì về thoát mùi đi, về thông gió thì chúng tôi sẽ lắp đặt ở đây, ở khu bếp chúng tôi sẽ có thoát mùi bếp PVC D90. Còn trong nhà vệ sinh thì có xử lý là thoát mùi nhà vệ sinh PVC D110. Vậy là ngày hôm nay Nhật An vừa review quý vị về căn nhà của anh Long ở Long An, một căn nhà ống hiện đại rất điển hình. Nếu quý vị chúng ta mong muốn thiết kế căn nhà tương tự, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mắc Hôn và những số hotline đang chạy trên màn hình hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mắc Hôn sẽ liên hệ quý vị trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe và chuông nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.